Trên mạng và cô đang điều khiển mà nó đang chậm. Sắp bắt đầu vào tiết học nha các em. Ở tiết trước các em cũng đã được tìm hiểu về khí hậu của châu Á. Bây giờ em nào có thể cho cô biết nguyên nhân nào làm cho khí hậu châu Á phân hóa đa dạng? Bạn nào trả lời cho cô câu hỏi này? Nguyên nhân nào đã làm cho khí hậu châu Á phân hóa đa dạng? Ta mới học ở tiết trước rồi. Cô mời bạn Tiến xem nào. Bạn Tiến nào. Bạn Tiến trả lời cho cô câu hỏi này. Trả lời cô là do lãnh thổ rộng lớn có các dãy núi và sơn nguyên cao ngăn cản hướng của biển xâm nhập vào sâu nội địa. Rồi. Ta thấy là do địa hình trải dài từ xuống Nam, sát xích đạo, gần xích đạo luôn. Rồi từ Tây sang Đông. Rồi nhiều núi cao sơn nguyên đồ sộ. Và như vậy thì nó đã làm thay đổi cái khí hậu, tạo ra nhiều kiểu khí hậu. Và các cái đới cũng khác nhau. Vậy thì với địa hình mà ta đã được tìm hiểu ở bài đầu tiên về khu vực châu Á, thì ta tìm hiểu tiếp xem là sông ngòi của châu Á có những đặc điểm gì nha. Ta chuyển sang bài hôm nay, bài số 3. Sông ngòi và cảnh quan châu Á. Khi nói về sông ngòi và cảnh quan châu Á thì ta thấy châu Á có mạng lưới sông ngòi khá là phát triển, nhưng mà sự phân bố của nó thì không đều và cái chế độ nước thay đổi phức tạp ở các con sông khu vực châu Á này, tạo nên các cái cảnh quan thiên nhiên cũng phân hóa đa dạng. Và nhìn chung thì cũng có những thuận lợi và cũng không ít những khó khăn đối với lại sự phát triển kinh tế xã hội ở các quốc gia châu Á này. Vậy thì ta sẽ tìm hiểu đặc điểm sông ngòi của châu Á ở các khu vực như là khu vực Bắc Á này, rồi Đông Á này, Nam Á này, Tây Á này, về hệ thống sông ngòi, sự phát triển của nó, về nguồn cung cấp nước cũng như là những thuận lợi, cái sự phát triển xã hội dựa vào cái hệ thống sông ngòi của khu vực châu Á này ha. Vậy thì các em sẽ quan sát cho cô ở trên lược đồ. Quan sát trên lược đồ. Ở trên lược đồ này, cái phần màu xanh mà đang nhấp nháy ở trên này thể hiện đây là hướng chảy cũng như hướng chảy của các sông ngòi của khu vực châu Á. Nha. Đây là các sông lớn. Các sông lớn ở khu vực châu Á. Bây giờ ở châu Á các em thấy là nó có rất nhiều hệ thống sông lớn. Đúng. Em có thể xem lại ở hình 1.2. 1.2 sách giáo khoa bài 1 đấy. Để các em có thể nhận biết được các con sông khu vực châu Á. Vậy thì đây là khu vực Bắc Á này. Nha. Khu vực Bắc Nội Á này. Khu vực Đông Á này. Nam Á. Tây Á, ha, Tây Á. Hãy cho biết là các sông lớn ở Bắc Á và Đông Á bắt nguồn từ khu vực nào và chúng đổ vào biển và đại dương nào? Bạn nào biết nào? Các con sông ở khu vực Bắc Á và Đông Á này, chúng bắt nguồn từ đâu và đổ vào những biển và đại dương nào?
Nào, cô mời bạn Bá Tiến. Thưa cô, là theo em là nó chảy từ Bắc Băng Dương và chảy ra biển Arab và biển Đông. Trước hết là em nói cho cô về các con sông ở khu vực Bắc Á. Các con sông lớn ở khu vực Bắc Á này. Đây, khu vực Bắc Á này. Thưa cô, Thì là có nó những sông nào và hướng chảy của nó và đổ ra biển đó là biển nào? Thưa cô là con chạy ra biển hướng đông ở biển Đại ở Thái Bình Dương. Ở Bắc Á mà. Khu vực Bắc Á này em này. Các em xác định hướng nhá, Bắc này. Bắc này, Nam này, Đông này, Tây này. Ha. Vậy thì các con sông ở khu vực Bắc Á nó bắt nguồn từ khu vực nào và nó đổ vào đâu? Đổ vào biển và đại dương nào đấy? Bạn Ân trả lời cho cả lớp nghe câu hỏi này nào. Dạ cô. Thì chúng cô là chảy ra Biển Đông. À không, Bắc Băng Dương. Đổ ra biển Bắc Băng Dương. Hướng chảy của các con sông này nó chảy theo hướng nào? Hướng cái nào cô? Hướng chảy của các con sông mà em vừa nói là nó đổ ra Bắc Băng Dương nó chảy theo hướng nào? Có tiếng. Hướng Bắc. Dạ thưa cô, là hướng từ Nam lên Bắc. Từ Nam lên Bắc ha. Đây này, các bạn xác định này, đây là hướng Bắc. Hướng của con sông nó bắt nguồn từ các núi cao Sơn Nguyên, không? Từ các dãy núi cao Sơn và các Sơn Nguyên này chảy theo hướng từ Nam lên Bắc nha, từ Nam lên Bắc. Và ở đây có những con sông lớn nào đây em? Có những con sông lớn nào? Ui, các bạn học chậm quá. Ở đây các em thấy này, sông ví dụ như là con sông Obi này, ha, nó bắt nguồn từ dãy nào đây? Hả? Bắt nguồn từ Dãy dãy núi nào? Ugan Dãy Altai, ha, dãy Altai, bắt nguồn từ dãy Altai và đổ ra biển nào? Bắc Băng Dương, ha, Bắc Băng Dương. Rồi tiếp đến nữa là con sông Yenisei, sông Lena, cũng đổ ra Bắc Băng Dương. Bắt nguồn hướng bắt nguồn nó là từ từ Nam này. Và hầu như là các con sông này nó đều bắt nguồn từ khu vực Nội Á nha, khu vực Nội Á đổ ra. Và với các con sông đổ ra phía Đông nha, khu vực Đông Á này, thì các em thấy là như ở đây là có sông Amur này ha, rồi sông Hoàng Hà này nha, sông Trường Giang này. Và ở đây có nói đến con sông gọi là sông Mê Công. Thì các em hãy cho biết là nó bắt nguồn từ đâu? Con sông Mê Công bắt nguồn từ đâu? Các bạn nào biết không? từ Sơn Nguyên Tây Tạng đúng không cô? Từ Sơn Nguyên Tây Tạng ha. Con sông Mê Công bắt nguồn từ Sơn Nguyên Tây Tạng, vực Trung Quốc ấy ha. Đổ vào Việt Nam, hạ lưu của nó ha, đổ vào Việt Nam với qua chín cửa gọi là sông Cửu Long á ha, một hai sông tiền sông Hậu đấy. Rồi ở phía Nam thì ta thấy là có sông Hằng và sông Ấn hình thành nên cái đồng bằng Ấn Hằng. Rồi khu vực phía Trung Á và khu vực Tây Á thì các em thấy là mạng lưới sông ngòi ở đây như thế nào nhỉ? Khu vực Trung và Tây Á thì mạng lưới sông ngòi ở khu vực này như thế nào? So với Bắc Á và Đông Á cũng như là Đông Nam Á thì sao nhỉ? Được rồi, cô là kém phát triển. Kém phát triển hơn ha, mạng lưới sông ngòi ở đây kém phát triển hơn, số lượng sông ít hơn.
và cái lượng nước ở đây cũng cũng kém hơn so với lại các khu vực ở Đông Á, Đông Nam Á và khu vực Nam Á này. Ở đây ví dụ như có con sông Obi, con sông Tigre, đây, con sông Euphrates nằm ở khu vực này. Và hình thành lên đồng bằng lưỡng Hà ha. Và ở đây người ta còn hỏi các em là gì? Các con sông ở châu Á thì phân bố không đều, chế độ nước thì phức tạp. Bắc Á thì mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều sông lớn đều chảy theo hướng từ Nam lên Bắc. Về mùa đông các sông bị đóng băng kéo dài, mùa xuân băng tuyết tan, mực nước sông lên nhanh và thường gây ra hiện tượng lũ băng lớn. Vậy thì tại sao các con sông ở khu vực Bắc Á này nó lại thường xảy ra hiện tượng lũ băng? Có bạn nào giải thích được không? Vào mùa xuân băng tuyết tan và ở đây các con sông này thường xảy ra hiện tượng lũ băng. Có bạn nào giải thích được không nhỉ? Thưa cô, theo em là do khí hậu. Do khí hậu, em giải thích rõ hơn. Thưa cô là khí hậu ở Bắc Băng Dương vào mùa đông rất là lạnh, còn mùa xuân là nóng. Em giải thích như vậy cũng chưa rõ lắm đâu. Bạn nào giải thích được không? Khu vực phía Bắc này hầu như là đóng băng về mùa đông ha. Mùa đông gần như là đóng băng, mùa xuân thì bắt đầu nóng ấm hơn ha, và băng tuyết bắt đầu tan chảy. Đó. Nhưng mà giải thích hiện tượng lũ băng ở đây. Bạn Tín giải thích được không? Tín? Dạ. Phúc Tín giải thích coi. Không biết nữa con. Để đợi con. Vậy thì cả lớp nghe nhé. Về mùa xuân á, thì các con sông mà đổ vào Bắc Băng Dương này, ở thượng nguồn của nó, ở trong nội Á này, thì nó ấm nóng hơn á, cho nên băng tuyết tan sớm hơn. Nước sẽ chảy về trung và hạ lưu. Trên đường chúng đi, chúng sẽ kéo theo cả băng tuyết chưa tan. Và lúc này thì khi chúng chảy về hạ lưu, nhưng mà hạ lưu, cửa sông cũng như là khu vực Bắc Băng Dương này, băng tuyết vẫn chưa tan, vẫn đang đóng băng. Điều đó dẫn đến là nước cùng với băng sẽ chảy tràn qua và gây hiện tượng lũ băng. Gây hiện tượng lũ băng. Và cái nguồn cung cấp nước ở khu vực Bắc Á này, ở các con sông chủ yếu là do băng tuyết. Băng tuyết tan nữa. Còn khu vực Đông Á thì sao nhỉ? Về sông ngòi của khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á thì sao nhỉ? Mạng lưới sông ngòi ở đây cũng khá là dày đặc. Nhiều sông lớn. Nha. Ví dụ như nãy cô nói là sông Amur này, Hoàng Hà này, Trường Giang này, Mekong này, sông Ấn, sông Hằng này. Đó. Và ở đây thì nó đón gió. Đón gió từ biển vào. Và như vậy chế độ nước của nó ở đây cũng sẽ phụ thuộc theo mùa. Ở đây có mùa mưa, mùa lũ và mùa cạn. Thì ta cũng thấy được là các con sông ở khu vực này nó sẽ có lũ về cuối hạ và đầu thu. Cuối hạ và đầu thu. Và mùa cạn đó là cuối mùa đông và đầu mùa xuân. Thì nước ở đây là các con sông cạn hơn, gọi là mùa cạn. Nguồn cung cấp nước của các con sông ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á này đó là do gió mùa cũng như là do băng tan nha. Tiếp tục em chú ý cho cô ở cái khu vực Tây Trung và Tây Á thì như hồi nãy tôi nói là sông ngòi kém phát triển và nguồn cung cấp nước ở các cái con sông này các bạn có biết là do đâu không?
Bạn ăn nào? Nguồn cung cấp nước ở các con sông khu vực Tây Á và Trung Á. Dạ cô. Là do đâu nhỉ? Là do các con sông. Nguồn cung cấp nước của các con sông ở khu vực Tây Á và Trung Á này. Cái mạng lưới sông ngòi ở khu vực này rất là thưa thớt, rất là ít sông thôi. So với lại các cái vùng khác. Và nguồn cung cấp nước ở đây là do đâu? Nằm sâu trong nội địa này, rất là nóng này. Nguồn cung cấp nước là do đâu nhỉ? Các bạn nào biết không? Ngọc Tân? Dạ thưa cô, là do các dãy núi cao. Các dãy núi cao nó ảnh hưởng cái phần địa hình. Nguồn cung cấp nước của các con sông ở khu vực Tây Á và Trung Á này là do đâu? Địa hình nó đã ảnh hưởng đấy, địa hình khí hậu. Các bạn nói đó, mà ta đã tìm hiểu trước đó. Lượng mưa ở đây rất là thấp, rất là thấp. Vì sao nhỉ? Nguồn cung cấp nước ở đây cho các con sông chủ yếu là do băng tuyết tan nhé các em. Do băng tuyết tan. Và với khí hậu nóng như thế thì trên đường mà nước chảy về hạ lưu, chảy về hạ lưu, một phần thì do bốc hơi, một phần thì do ngấm vào đất, cho nên là nhiều con sông ở hạ lưu nước sẽ cạn kiệt. Như vậy cô đã phân tích cho các em thấy được là cái chế độ nước của các con sông ở khu vực châu Á. Bắc Á thì mạng lưới sông ngòi dày đặc, mùa đông thì nước đóng băng, mùa xuân có lũ băng. Phần này cô đã giải thích cho các em rồi, hiện tượng là lũ băng. Còn khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á thì do mưa, gió mùa. Và ở đây có nhiều sông lớn, có lượng nước lớn vào mùa mưa. Khu vực Tây Á và Trung Á thì ít sông, nguồn cung cấp nước chủ yếu là do băng tuyết tan. Các em có thể ghi nội dung bài học này hoặc là chụp lại màn hình nhé. Bây giờ ta chú ý về những hình ảnh mà cô đưa lên trên này. Hãy nêu giá trị của sông ngòi ở châu Á. Theo sư cô là sản xuất, đời sống, khai thác thủy điện, giao thông, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Cái mạng của cô nó chậm lắm. Các em thấy là về giá trị của các con sông, giá trị của sông ngòi khu vực châu Á này, thì người ta có thể tận dụng nguồn nước này để làm gì? Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Rồi gì nữa? Có thể là làm các nhà máy thủy điện. Rồi trong lĩnh vực sản xuất, trong lĩnh vực du lịch, trong lĩnh vực giao thông đường thủy, vân vân. Rất nhiều cái giá trị của sông ngòi mang lại cho khu vực châu Á này. Như vậy ta chốt lại về giá trị kinh tế của sông ngòi châu Á mang lại. Đó là về giao thông, về thủy điện, cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, vân vân. Các em ghi kịp không?
có nhận xét gì về môi trường nước sông hiện nay? Các em có thể quan sát một số hình ảnh cô đưa lên. Nào các bạn, trả lời cho cô câu hỏi này. Bạn nào trả lời câu hỏi này cho cô nào? Tiếp Nhi. Nó cô là bị ô nhiễm nặng. Ừ. Nguồn nước sông Hồi là bị ô nhiễm. Vậy em có biết nguyên nhân vì sao không? Cô là về con người xả rác thải xuống ạ. Ừ. Con người xả thải ít, con người trong lĩnh vực không bảo vệ nguồn nước. Nhất là nguồn nước sông Ngòi có rất nhiều những chất bẩn được đổ xuống sông và có những dòng sông gọi là dòng sông chết, không có loài sinh vật nào có thể sống được ở đây. Đó. Ô nhiễm rất là nhiều và điều đó cũng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Các em chuyển sang nội dung phần thứ hai, tìm hiểu về các đới cảnh quan tự nhiên. Quan sát lược đồ về cảnh quan của châu Á. Các em hãy kể tên các đới cảnh quan châu Á theo thứ tự từ Bắc xuống Nam, theo kinh tuyến 80 độ Đông và từ Tây sang Đông dọc theo vĩ tuyến 40 độ Bắc. Vậy ở châu Á, các em thấy là nó có những đới khí hậu nào? À, xin lỗi, có những cái đới cảnh quan nào? Ta lấy cái đường kinh tuyến này, 80 độ Đông này để làm mốc, làm điểm để mà ta xác định. Bạn Tân, cô mời bạn Tân nào. Dạ thưa cô, là Đài Nguyên, rừng lá kim taiga, rừng hỗn hợp và rừng lá rộng thảo nguyên, rừng và cây bụi lá cứng địa trung hải, rừng cần nhiệt đới ẩm, rừng nhiệt đới ẩm, savan và cây bụi, hoang mạc và bán hoang mạc và cảnh quan núi cao. Như vậy thì qua quan sát trên lược đồ cảnh quan châu Á này thì các em thấy được là gì nhỉ? Châu Á có đủ cả 10 đới cảnh quan. Có đủ cả 10 đới cảnh quan trải dài từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông. Vậy thì cảnh quan của châu Á cũng rất là đa dạng, phong phú. Cái sự đa dạng phong phú của đới cảnh quan châu Á nó do sự phân hóa về các đới khí hậu và các kiểu khí hậu mà các em đã được nghiên cứu ở bài số 2 rồi. Và cũng nhờ các đới cảnh quan này thì các em thấy là động vật cũng phát triển và có những động vật quý hiếm. Nói về thực vật thì thấy là có rừng lá kim ở khu vực Bắc Á, nơi có khí hậu ôn đới. Còn rừng cận nhiệt đới thì ở khu vực Đông Á, rừng nhiệt đới ẩm ở Đông Nam Á và Nam Á. Trong cái lược đồ thì các em có thể thấy phần chú thích nha, bằng màu sắc đó. Còn châu Á cũng có cả đới thảo nguyên, hang mạc và cảnh quan núi cao. Các bạn hãy suy nghĩ trả lời cho cô câu hỏi này. Phần lớn diện tích cảnh quan nguyên sinh ở châu Á hiện nay như thế nào? Bạn nào có thể trả lời cho cô câu hỏi này nhỉ? Châu Á có đủ 10 đới cảnh quan đa dạng phong phú, đúng không? Nhiều loại. Nhưng hiện nay diện tích đới cảnh quan của cảnh quan nguyên sinh của châu Á như thế nào? Bác Tiến. Thưa cô, là các cảnh quan rừng savan thảo nguyên đã bị con người khai thác biến thành đất công nghiệp, khu dân cư và khu công nghiệp.
Tức là đã có sự tác động của con người vào làm cho các đới cảnh quan bị thay đổi ha. Các đới cảnh quan bị thay đổi. Ví dụ thảo nguyên thì bị cày xới để canh tác này, và làm cho một số các cảnh quan bị biến đổi này. Và sinh vật ở đây thì đa dạng, tuy nhiên là số lượng thì cũng cần được bảo vệ, còn ít vẫn cần được bảo vệ ha. Phần lớn cảnh quan nguyên sinh đã bị con người khai phá thành đồng ruộng, khu dân cư, khu công nghiệp. Và các em có thể nhìn thấy được tác hại của việc phá rừng ha. Nhìn thấy được tác hại của việc phá rừng. Và những năm gần đây thì các em cũng đã nhận thấy được những cái thiên tai đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của con người. Hiện tượng là khô hạn, thiếu nước trong sinh hoạt, rồi do chặt phá rừng, hậu quả của việc mất rừng để lại là đất trống đồi trọc, hiện tượng sói lở, hiện tượng mưa lũ, rừng bị tàn phá, vân vân. Vậy thì đây là những hậu quả khi mất rừng. Vậy thì trong nội dung bài học ngày hôm nay, khi ta nói về sông ngòi và cảnh quan châu Á, thì các em lưu ý cho cô một số nội dung trong phần học. Ở nội dung này, các em có thể ghi chép nhanh. Cô hôm nay nó chậm quá. Cô cũng chụp màn hình lại cái phần ghi bài của các em, cô gửi lên ô chat của lớp á, của các môn học này nè. Nếu mà các em ghi không kịp thì các em có thể vào ô chat để các em ghi lại bài nhé. Vì sao mạng lưới sông ngòi châu Á khá phát triển nhưng phân bố không đều và chế độ nước phức tạp? Bạn nào trả lời cho cô câu hỏi này? Có ai trả lời cô câu hỏi này không? Vì sao mạng lưới sông ngòi châu Á khá phát triển nhưng phân bố không đều, chế độ nước thì lại phức tạp? Có khu vực thì do băng tuyết tan, khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa, mưa lũ. Vâng vâng. Như vậy phần câu hỏi này các em có thể làm nha, và làm vào vở của mình, và có thể chụp gửi lên phần tệp hoặc là phần ô chat của mình nha. Để cô vào cô xem. Như vậy nội dung bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Các em sẽ học bài tìm hiểu về sông ngòi và cảnh quan châu Á trong bài số 3 này. Chuẩn bị bài trước cho cô xem ở bài số 4, tìm hiểu về hàn lưu gió mùa châu Á. Gió mùa là gì, tính chất của gió mùa. Tìm hiểu trước nội dung bài cho cô nha. Rồi cô chúc các em học tốt. Cô chào cả lớp. Chào cô. Chào cô. Chào cô. Chào cô.
Chào cô.